Xin kính chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ các bạn cái kỹ thuật chúng ta có thể chơi được tiếng đàn guitar ni lông ở trên đàn organ cho nó nghe y chang nhà thật các bạn nhé. Có rất là nhiều kỹ thuật ở trên cái đàn guitar ni lông, nhưng trong phạm vi cái video này tôi xin chia sẻ các bạn bốn cái kỹ thuật mà thường gặp nhất và dễ áp dụng nhất ở trên đàn organ để chúng ta khi đánh cái tiếng guitar ni lông này nghe giống thật hơn các bạn nhé. Rồi chúng ta bước vào kỹ thuật số 1 luôn các bạn nha. Các bạn quan sát dòng nhạc. Ở kỹ thuật số 1 này rất đơn giản. Ví dụ khi các bạn muốn đánh một nốt nào đó, trước khi đánh vào nốt đó, các bạn sẽ reo giùm mình hai nốt cùng là nốt đó luôn. Rồi chúng ta sẽ vào nốt đó. Mô phỏng lại tương ứng với cây guitar các bạn. Khi người ta đánh á, ví dụ người ta đánh nốt này, tưng đúng không? Người ta không đánh, ta reo cái phím này, cầm phím ta reo cái tararưng, tararưng, tararưng. Thì mình mô phỏng lại cái tiếng đó các bạn ha. Ví dụ đánh nốt la đi, có nốt la trong dòng nhạc, cái nốt la nè. Các bạn đánh một nốt la này không nghe nó rất là buồn. Ví dụ như vậy, thay vì nốt la này không, các bạn sẽ reo hai nốt rồi vào nốt la này, reo hai nốt la luôn. Nhưng mà chúng ta nhớ là reo nốt hoa mỹ các bạn nhé, chứ không phải là nốt móc hình móc kép thôi nha. Nốt hoa mỹ này chúng ta vẫn đánh, đánh rất nhanh, nhưng mà không tính nó phách nó ở trong ô nhịp. Các bạn ví dụ đánh nốt la, chúng ta reo hai nốt la rồi vào nốt la đó, ví dụ như vậy nè. Đó, hai nốt la phía trước, chúng ta chỉ là hai nốt la trong nốt hoa mỹ thôi các bạn nhé. Mình đánh nhanh chút xíu. À, các bạn có thể đánh một ngón tay cũng được, hoặc là ba ngón tay cũng được nè, hoặc là đánh một ngón tay cũng được, à, tùy các bạn thôi. Hoặc các bạn đánh có thể hai ngón các bạn reo cũng được. Các bạn ha, rồi đó là kỹ thuật chúng ta reo hai nốt của cùng một nốt luôn, rồi vào nốt đó các bạn mới đánh. Thay vì đánh một nốt các bạn nghe nó rất nhàm chán. Ví dụ như nốt khác cũng tương tự như vậy thôi, ví dụ đánh câu này. Ví dụ như vậy, các bạn đánh nốt xón, pha mì xón, các bạn đánh reo hai nốt trước. Các bạn thấy lúc này nghe nó rất là hay các bạn ha, nó tạo cái màu sắc cho cái tiếng guitar ni lông của chúng ta. Bây giờ sau khi mình tập quen tay rồi đó, các bạn có thể tập ba kiểu hồi nãy mình chỉ đó. Một ngón cũng được. Hoặc là các bạn reo ba ngón. Hoặc là các bạn reo hai ngón. Rồi bây giờ mình đánh thử một đoạn, các bạn nghe thử nha. Áp dụng kỹ thuật số 1 này vào nha. Thấy đó, lúc này những cái nốt mà nốt nhỏ 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 nằm ở đầu, những cái nốt ở đầu phách đó các bạn, thì những cái nốt nhỏ 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 đó là những nốt hoa mỹ các bạn nhé. Trước khi vào cái nốt chính, chúng ta đánh cái nốt hoa mỹ đó rồi rơi vào nốt chính. Để áp dụng nhiều kiểu thế ngón đó, một ngón nè, mình dùng cổ tay mình nảy xuống tăng 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 tăng, hoặc các bạn sẽ dùng hai ngón reo đó. Các bạn sử dụng nhiều kỹ thuật vào cũng được, càng hay hơn các bạn nhé. Đó là kỹ thuật số 1, reo hai nốt vào cái nốt mình muốn đánh. Rồi chúng ta qua kỹ thuật số 2. Ở kỹ thuật số 2 này, các bạn sẽ đánh chồng vô quãng 3 giùm mình. Ví dụ như mình có nốt nốt son này chẳng hạn. Mình đánh nốt nốt mi đi, mi đi. Mi, re, đô, si, la, son, la. Hoặc là vậy các bạn. Thay vì các bạn đánh một nốt như vậy, mi, re, đô, si, la, son, la, thì các bạn có thể chồng thêm quãng 3 vô. Ví dụ nốt mi, các bạn chồng vô nốt son. Rồi nốt re, các bạn chồng vô nốt fa. Nốt đô các bạn chồng như nốt mi. Những nốt này nó thuộc phạm vi quãng 3 các bạn nhé. Rồi nốt si các bạn chồng như nốt rê. Nốt la các bạn chồng vô nốt đô là quãng 3 các bạn nhé. Nốt son bạn chồng như nốt si. Ok. Thay vì các bạn đánh mi, rê, đô, si, la, son, la, các bạn đánh chồng vô. Y rang vậy đó các bạn. Nó tạo cái màu sắc rất hay các bạn ha. Việc này đồng nghĩa với các bạn phải luyện ngón tập đánh những quãng 3. Các bạn tập một chỗ cho quen tay trước, ví dụ như mình tập la thứ nè, gồm có la, si, đô, re, mi đúng không? Các bạn đánh giùm mình, xếp 5 ngón vào 5 phím nha, rồi đánh giùm la, đố. Nè, các bạn thấy ngón không? La, đố. Đánh cong tròn đẹp các bạn nhé, là mình đang chia sẻ cho nên mình để tay ngón như vậy các bạn dễ nhìn thôi nha. Rồi la, đố nè. Rồi tới si, rê,
đó, các bạn thấy xì rế khoảng 3, dùng hai ngón so le nè, rồi tới đồ mí, các bạn thấy rõ ràng nè. Các bạn phải tập một chỗ như vậy cho quen tay trước đã, tay mình nó quen với cái thế các cái nốt ở khoảng 3, rồi chúng ta mới áp dụng vào những cái câu khác các bạn nhé. Cứ tập thật chậm, tập thật chậm cho quen tay trước các bạn, bước đầu cứ tập chậm như vậy, ok ha. Khi đã quen tay, bắt đầu chúng ta áp dụng vào một số cái nốt để mình di chuyển. Đó, bây giờ mình sử dụng kỹ thuật này, đánh một đoạn cho các bạn nghe thử nhé. Sử dụng kỹ thuật quãng 3 này nhé. Rồi, cũng là cái câu dòng nhạc hồi nãy thôi, nhưng mà mình áp dụng kỹ thuật quãng 3 này vào. Lúc này chúng ta sử dụng kỹ thuật quãng 3 vào, nghe cái câu của mình nó rất là hay hơn các bạn nha. Nghe nó mượt mà hơn và giống như guitar thật đánh hơn. Các bạn nhớ cố gắng áp dụng kỹ thuật này vào để cho cái câu mình được hay hơn và ngọt hơn các bạn nhé. Nhớ là tập lúc ban đầu là xếp 5 ngón thôi. 5 phím 5 ngón là si do re mi nè, tập quãng 3 trước đã. Nhớ nha. Nếu các bạn không tập cái này trước, các bạn vô đánh không bao giờ được, nó rất là khó. Mình tập những cái cơ bản trước, tập chậm, quen tay trước các bạn nhé. Tập thật chậm. Rồi, quen tay mới áp dụng vô bài. Đó là kỹ thuật số 2. Bây giờ mình đến với kỹ thuật số 3. Kỹ thuật số 3 này rất thường gặp ở trong âm nhạc, đó là kỹ thuật tremolo. Có thể đánh được các nhạc cụ nào mà sử dụng phím các bạn nhé. Chúng ta có thể reo như vậy. Rồi chúng ta mô phỏng lại tiếng kỹ thuật tremolo đó. Thay vì các bạn đánh một nốt như sau, bây giờ đánh nốt đều hết. Ví dụ như vậy: mi re đô si son la. Thay vì các bạn đánh một nốt đều như vậy, chúng ta áp dụng kỹ thuật tremolo này vào, tức là các bạn sẽ reo. Ví dụ như vậy các bạn, chúng ta có thể reo cái nốt đó lên thành kỹ thuật tremolo như vậy. Thay vì người ta đánh nốt, ta cầm cái phím guitar, các bạn đánh reo nhanh như vậy nè. Như vậy thì chúng ta mô phỏng lại, chúng ta đánh hai ngón. Đó, ví dụ như vậy. Rồi bây giờ các bạn sẽ sử dụng giùm mình hai ngón, ngón cái và ngón trỏ. Các bạn sẽ tập chậm trước, khi chưa quen mình tập chậm thôi. Cứ hai ngón thay phiên nhau, so le nhau đó. Mình đánh chậm chậm cho quen tay trước đã, khi quen tay mình tăng tốc độ lên chút xíu. Ok bạn nhé, nhớ tập thật chậm trước nha. Lúc ban đầu tập chậm thôi chứ quen tay đừng ham nhanh. Đó, cứ hai ngón thay phiên nhau. Tập cho quen tay trước đã. Nhưng mà cái kỹ thuật tremolo này ưu tiên cho những cái nốt nào mà nó liền bật nhau, gần nhau các bạn nhé. Những nốt ở xa quá mình tremolo nghe nó không hay đâu các bạn. Lúc đó chúng ta phải di chuyển tay, nó sẽ bị gấp khúc các bạn nhé. Tiếng nó không được đều, nó không được hay. Vì vậy chúng ta chỉ đánh những cái đoạn nào mà tiếng nó được liền bật nhau, nốt nó liền bật nhau á. Rồi bây giờ mình sử dụng kỹ thuật này để đánh vào một đoạn cho bạn nghe thử nhé. Các bạn nhớ là tập thật chậm nha. Rồi quen tay mới tăng tốc độ nhanh dần. Rồi cũng là đoạn nhạc hồi nãy thôi. Tremolo nè. Ok các bạn ha, chúng ta sử dụng kỹ thuật tremolo vào những cái đoạn nào nốt nó đi liền bật nhau, ưu tiên những chỗ đó các bạn nhé. Rồi đó là kỹ thuật thứ 3, dùng kỹ thuật tremolo nốt. Các bạn nhớ là tập thật chậm các bạn nhé. Khuyên các bạn một điều luôn, luôn luôn tập chậm trước. Ban đầu đừng có ham nhanh, thấy người ta đánh nhanh cái bước đầu vô tập nhanh liền, đảm bảo bạn đánh không được, dẫn đến nản, chán và không muốn tập nữa là vậy. Chúng ta nên tập bước đầu luôn luôn là tập chậm cho quen tay. Tất cả các kỹ năng đánh đàn đó các bạn, không có gì cao siêu đâu các bạn. Chẳng qua là gì, tập lâu dần, lâu ngày nó quen tay thôi.
Và nhớ cho mình chỉ là phần quen tay mà thôi, không có gì cao siêu cả. Đánh chậm cho quen tay. Chẳng lẽ các bạn đánh chậm vậy không được sao? Nè, đánh chậm mà tay vậy luôn nè, giơ ngón như vậy luôn nè. Đó, để mình cho quen tay trước đã. Rồi từ từ mình điều chỉnh, tay mình đều lại, đẹp lại. Đánh chậm từ từ quen tay, quen tay mình đánh nhanh lên. Y chang đúng không các bạn ha? Khi các bạn mới bước đầu gặp một cô gái, các bạn rất là xa lạ, đâu có quen đâu. Chẳng lẽ các bạn, ôi cô, mình thích cô này quá mà cô này cũng xa lạ quá, thôi mình tránh xa ra, đâu có được. Mình phải từ từ bước đầu, dần dần mình làm quen như thế này thế nọ, rồi mình xin số điện thoại, rồi mình nhắn tin Zalo, Facebook, rồi từ từ chúng ta mới gì, mới quen. Chứ cũng giống như chị đàn đó các bạn, mới bước vào các bạn chắc chắn là phải lạ rồi, kỹ thuật mới mà mình chưa từng tập mà rất là lạ. Chẳng lẽ các bạn bước vào sánh vào liền, đâu có được. Chắc chắn người ta sẽ gì, người ta sẽ sợ các bạn. Các bạn làm gì người ta sợ là sao? Mình phải có những bước đầu tập làm quen thật là chậm, giống như vậy các bạn nhé. Đến khi quen rồi thì mình tăng tốc độ lên, mình hẹn hò để uống cà phê gì đó, ví dụ như vậy các bạn nhé. Rồi đó là kỹ thuật số 3. Bây giờ đến kỹ thuật số 4. Ở kỹ thuật số 4 này cũng khá đơn giản, các bạn quan sát dòng nhạc cho mình nhé. Mình sẽ lướt những cái nốt ở trong hợp âm của nốt đó, rồi vào cái nốt đó, thay vì mình đánh như ví dụ như nốt đố nè. Ví dụ nốt mí trong dòng nhạc nốt mí nè. Rồi nốt mí này các bạn muốn chơi ở hợp âm la thứ chẳng hạn. Các bạn muốn đánh la thứ chỗ này. Các bạn đánh một nốt mí vô thì nghe nó cũng buồn. Thay vì vậy các bạn sẽ rải giùm mình những cái nốt có trong la thứ á. Ví dụ nốt mí rồi thì những nốt trong la thứ còn lại là nốt gì? Là đô nè. Nốt là nốt đô nè, với nốt mí dưới này nó mình cộng lại nè, thành nốt thành hợp âm la thứ là mình rải vào cái nốt mí này. Đó. Nếu các bạn mới tập, các bạn nên tập chậm, thật chậm như vậy nè. Mình tập thật chậm như vậy cho quen tay trước các bạn. Đừng ham nhanh, tin tèo đây, đừng ham nhanh. Đó, tức là vào nốt mi này mình sẽ vào la thứ đúng không? Thì mình sẽ chơi những cái nốt ở trong la thứ, mình rải vô nốt mi đó. Đó, mình mới tập, mình cứ tập chậm. Sau khi quen tay mình tăng dần lên. Đó các bạn ha, nhớ nha, lúc ban đầu luôn luôn tập chậm, đừng ham nhanh, quen tay sau đó tăng tốc độ lên. Ví dụ như vậy. Ví dụ như vậy, chúng ta lướt âm có trong hợp âm đó vào cái nốt đó. Rồi ví dụ như mình có nốt rê chẳng hạn. Nốt rê là mình muốn qua ví dụ như son trưởng thì mình đánh là nốt rê nè, rồi nốt son si trong son trưởng nè, thêm nốt rê dưới này nữa mình rải với nốt rê này. Đó, lúc ban đầu mình tập thì mình tập chậm thôi. Quen tay cái là tính tiếp. Quen tay tăng dần lên. Đó, khi quen tay tăng dần các bạn lên, rải, rắn vô nốt đó một cái, nghe rất hay các bạn ha. Hoặc nốt đô, các bạn qua pha trưởng chẳng hạn. Nốt đô các bạn đánh pha trưởng đi. Thế bạn đánh phà la đô đúng không, pha trưởng nè. Rồi các bạn thêm nốt đô này vô nữa. Rồi mình rải ba nốt này vào nốt đô này. Khi mới tập cứ tập chậm. Rồi quen tay rồi tăng tốc độ lên. Ok bạn ha, rất đơn giản thôi. Nhưng các bạn nhớ là phải luôn luôn tập chậm trước, bước đầu luôn luôn tập chậm cho quen tay. Bây giờ mình áp dụng cái kỹ thuật này, đánh một đoạn cho bạn nghe thử nha. Cũng là câu nhạc hồi nãy thôi, nhưng mà mình sẽ rải vào những cái dòng nhạc ở phía dưới. Dòng nhạc phía trên đánh bình thường, các bạn quan sát nha. Xem thử nha, rải nè. Rải nữa nè. Các bạn thấy rõ ràng đó, khi sử dụng kỹ thuật rải này vào, nghe cái câu chúng ta đánh nghe nó hay hơn và mượt mà hơn các bạn nhé. Ví dụ trong cái ô nhịp đó, mình qua pha trưởng của tèo đó rải nốt đồ pha la nè, vô nốt đô nè. Trong hợp âm pha trưởng đó. Rồi nốt rê này qua mi 7 ta sử dụng nốt mì, nốt son thăng và nốt si. Ok bạn ha. Đó rải nốt rê.
đó là bốn kỹ thuật mà chúng ta thường sử dụng trên đàn organ để giúp các bạn có thể đánh được tiếng guitar ni lông nghe nó giống như thật hơn. Các bạn hãy cố gắng tập luyện nhé, tập thật là chậm các bạn nhớ nha. Bây giờ mình sẽ áp dụng bốn kỹ thuật này đánh cùng một đoạn nhạc cho bạn xem thử nha. Vừa sử dụng bốn kỹ thuật này cùng một lúc đánh một cái đoạn nhạc cho bạn xem thử. Các bạn thấy rõ ràng khi có cái kỹ thuật này vào thì tiếng guitar ni lông chúng ta đánh giai điệu nghe được mượt mà hơn và hay hơn, giống như thật hơn các bạn nhé. Và cây guitar ni lông có rất nhiều kỹ thuật khác nhau, nhưng mà trong phạm vi này thì Tèo chia sẻ các bạn bốn kỹ thuật đó để bước đầu các bạn tập luyện dễ dàng, có tài liệu tham khảo để mình tạo hứng thú hơn trong việc tập đàn các bạn nhé. Các bạn hãy cố gắng tập luyện. Nếu như trong lúc tập luyện có điều gì mà khó khăn hay thắc mắc, các bạn cứ để là bình luận phía dưới video, Tèo sẽ chia sẻ đến các bạn. Hoặc các bạn muốn tham khảo thêm các kỹ thuật của các cái nhạc cụ âm sắc nào trên đàn organ, các bạn cứ để lại tên nhạc cụ âm sắc đó, Tèo sẽ soạn và chia sẻ đến các bạn. Nếu các bạn thấy kiến thức của Tèo chia sẻ bổ ích, các bạn nhấn cho Tèo một like với nha, rồi nhấn nút đăng ký kênh của Tèo Piano luôn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.